Dạ rồi em chào chị nha. Dạ vâng, thì hôm nay chị về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Tìm con của em giúp giùm. Tìm con trai đúng không ạ? Dạ. Dạ, chị tên là gì? Em tên Nguyễn Thanh Lan. Chị đến từ đâu? Từ Vĩnh Long. Dạ, con trai của chị tên là gì? Lê Phú Quý. Dạ, con trai chị bỏ đi ngày nào? À, ngày ta là 7 tháng 9. Năm bao nhiêu chị ha? Năm hình như là cái gì đầm vừa xong đó. Năm 22 ha? Dạ. Là từ thời điểm con trai chị bỏ đi cho tới thời điểm bây giờ là được bao lâu rồi? Tính ra là một năm mấy rồi. Hơn một năm hả? Dạ đúng rồi. Dạ hơn một năm chứ, tức là bỏ đi năm 21 chứ. Lúc mùa dịch vừa xong. Đúng rồi, năm 2021 chứ. Tại vì hơn một năm là cụ thể là bao nhiêu tháng chị? Mùng 7 tháng 9. Tới thời điểm bây giờ là được bao nhiêu tháng rồi? Dạ tháng Giêng hả? Cũng là khoảng 16 tháng rồi. 16 tháng tức là hơn một năm rồi chị ạ. Dạ thì sự việc con trai của chị bỏ đi như thế nào thì em xin phép mời chị chia sẻ lên ha. Thì đang làm thì nó đòi đi ra ngoài sống không cho nó. Thì ngày đi thì có la nó. Nhưng rồi bây giờ là tới bây giờ là nó đi ra rồi là không liên lạc luôn đó. Không liên lạc được với nó. Con trai của chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Sinh 1999 á. 1999 là 24 tuổi rồi ha. Dạ. Thì khi mà con trai chị bỏ đi thì trước lúc đấy thì gia đình nhà mình có la dày gì bé không? Có la. La là la như thế nào? La cũng như là nói ở nhà đi, ở nhà học ngày mai á, sợ nó đi ra rồi sợ nó hư rồi cho nên kèm nó ở nhà để cho nó học mai. Dạ. Nhưng nó không chịu, nó đòi đi ra là sống chung với bạn gái. Dạ. Thì đằng này mới nói thôi từ từ đi, học nghề cũng sắp xong rồi, thì chị nói như đó rồi có la. Là tức là con trai của chị muốn ra ngoài sống chung với bạn gái đúng không ạ? Chị có biết được bạn gái của con trai mình tên là gì và quen bao lâu rồi không? Không, cái đó là em không biết luôn. Không biết ha. Và cũng đã bỏ đi hơn một năm trời rồi đúng không ạ? Ừ. Thì hơn một năm trời rồi thì có liên lạc gì về nhà với chị không? Dạ không luôn. Chị cũng có liên lạc được không? Dạ không. Và chị có từ suốt một năm trời đấy chị có đi tìm kiếm khắp nơi chưa? Tại vì thời gian đó là từ lúc mà thời gian đi là thời gian đó bệnh, cho nên anh chồng của chị rất là hiền mà yeah. cũng không có lanh lợi nữa, cho nên không đi tìm được, không có đi tìm luôn, mà chị cũng không đi tìm. Dạ. Yeah. Rồi cái vụ việc của con nhà mình có báo cơ quan chức năng công an chưa? Dạ không, không có báo luôn. Dạ, yeah. Tại sao chị lại không báo cơ quan chức năng công an? Tại vì em nghĩ chắc nó đi sống chung bạn gái nó rồi, không đến nỗi đâu, cho nên không, em không có đi báo. Nhưng mà nếu mà sống chung với bạn gái thì cũng phải liên lạc về nhà cho cha mẹ biết chứ. Thì sau cái sự việc ngày hôm nay thì em mong rằng chị về nhà chị cứ báo cơ quan chức năng công an nhá. Dạ. Thì cái người bạn gái của con trai chị là chị không biết gì hết luôn ạ. Tại vì có mấy lần nói chuyện với nó nhưng mà nó nói chuyện rất là lanh. Dạ. Cho nên nó cũng không thích nói nhiều, tại vì nói nhiều thì thấy nó nhỏ tuổi đáng con mình mà nó nói một lúc cái lời nói nó sắc quá cho nên cũng không muốn. Theo chị thì bây giờ chị nghĩ con trai chị đang ở đâu? Giờ em có em nghĩ là nó ở khu vực Sài Gòn. Đang sống cùng với ai? Em nghĩ nó sống với bạn gái. Sống với bạn gái ha. Nhưng nếu mà sống với bạn gái trước lúc đi đó là có giận gia đình đúng không? Giận là không cho đi thôi đó. Giận là mới không cho đi ra ngoài thôi đúng không? Đúng. Và hiện tại thì chị đang nghĩ là con trai của chị đang sống với bạn gái đúng không? Ừ. Nếu mà sống với bạn gái thì hơn một năm trời thì cũng phải liên hệ về với lại gia đình chứ. Cũng như là mới tám tay đây đó. Dạ. Thì chị có lên Sài Gòn. Dạ. Thì chị có điện cho bạn gái nó. Dạ. Chị mới nói là Cang có căn cước của Quý rồi. Quý là ai mà Trang là ai? Cang là bạn gái của nó. Trang ha? Cang. Can hả? Dạ. Dạ. Bác có lấy căn bác ở xã đưa với căn cước của Quý rồi con. Bác lên Sài Gòn rồi con nói Quý ra lấy nha. Dạ. Thì nói bác lên Sài Gòn con lên bến xe bác nói con ra rước bác. Thì tới bến xe rồi á thì chị cũng kêu Cang bác có tới bến xe rồi nha con. Cái nó để con ra rước bác là ý em á thì nghĩ ra bến xe để em đưa căn cước cho Quý thôi. À. Đơn giản như thôi. Thì khi mà nó mới đưa em về bên khách sạn để con đưa bác về chỗ nghỉ thì ra khách sạn.
thì mới nói con ngựa chỗ nào Bình Dân thôi, để cho bác vô bác nghỉ thôi, thì tại vì em cũng không có tiền. Thì vô em đưa giấy chứng minh cho nó, căn cước cho nó, thì nói Trang ơi, con nói quý về điện thoại bác đi, bác nhớ quý dữ lắm rồi con. Thì nó nói là 5 giờ quý về, con nói quý điện thoại thì đưa căn cước xong rồi đó. Là nó đánh dời, đánh dời à, 5 giờ, cái nó nói 8 giờ quý điện lại, rồi 11 giờ quý điện lại, là tới 11 giờ mấy là nó cúp máy, nó không nghe máy, nó không nghe máy gì hết á. Nó là vậy đó, rồi xong rồi tới 11 giờ mấy gì đó, cái giống như cái sức khỏe cho em không có đó, rồi em bệnh, em mệt quá đi, em mới xuống nhờ Tăng đưa gọi taxi đi dùm vô bệnh viện. Thì em có nhờ Tích Tăng ở tại khách sạn đó, thì nó nói, em mới nói là sáng điện thoại dùm hai đứa cháu này dùm em, là nói mẹ vô bệnh viện rồi. Rồi vậy đó, rồi là nó không có điện tức luôn. Là trong một năm trời qua chị vẫn liên lạc được với bạn gái của con trai chị đúng chị không? Chị mới liên lạc thằng Quý lúc có căn cước mà. À, mới sao mà chị có số của bạn gái? Tại bạn gái của con trai chị. Lúc đó là thằng Quý đưa cái số điện thoại này cho chị. Đưa từ ngày xưa ha. Đưa lúc mà còn quen á. Lúc trước khi bỏ đi ha. Đúng rồi. Từ vâng. Khi bỏ đi á là chị có điện thoại cho thằng Quý, bỏ đi á chị có điện thoại cho bé Cang một lần. Rồi hôm 8 tay vừa rồi chị có điện thoại đó, là để cho cái ra lấy giấy căn cước. Tức là theo chị bây giờ hiện tại là con trai chị đang sống cùng với lại bạn gái của Quý ấy, đúng không ạ? Quý là con trai chị đúng không ạ? Đúng. Dạ. Và chị cũng có hỏi cô bạn gái nhưng mà cô bạn gái không có chỉ chỗ đúng không? Đúng rồi, nói là Quý làm rồi đi tour theo công ty gì đó, nhưng mà nó đánh lừa em thôi, chứ thật ra là nó còn làm ở trong Sài Gòn. Dạ. Nhưng mà cái khách sạn của em ở á. Nhưng mà tại sao mà một người thì con gái, hiện tại thì con gái nhưng mà tương lai sẽ là con dâu của nhà mình, tại sao lại phải giấu như thế? Chị có thấy cái điều gì bất ổn ở đây không? Em thì nghĩ đơn giản, không có nghĩ như sắc như nó, cho nên cái giấy chứng minh thấy hai đứa sống chung rồi thì thôi, đưa cho nó cầm về cho thằng Quý thôi. Chị nghĩ cách đơn giản thôi mà không ngờ nó sắc quá. Rồi sáng khi mà vô bệnh viện rồi đó, còn thở ống oxy đó, chị còn thở ống đó, mà nó điện thoại nói chuyện cũng quá sắc luôn. Rồi nó nói những cái cuộc trò chuyện đấy thì chị có thấy dấu hiệu gì bất thường không? Chị thấy nó quá dữ thôi. Quá dữ đúng không ạ? Chị có cảm nhận được rằng nếu mà một người con gái mà đang yêu người con trai của mình và tương lai sẽ là làm dâu trong nhà mình mà lại cố tình không cho được rằng chị gặp con trai của chị, chị thấy cái điều đó có cái gì đó bất ổn không? Chị thấy gì, chị cảm nhận là chị sợ nó luôn á. Sợ luôn đúng không? Sợ luôn. Chị hình như em đang cảm nhận được rằng chị đang rất là mệt đúng không ạ? Nhìn đúng. Sắc nét mặt của chị đang rất là mệt mỏi. Chị có bệnh gì hả? Bệnh nhiều lắm. Nhiều lắm đúng không ạ? Và hôm nay thì chị từ dưới quê á, chị lên đây hay là sao? Thì chị từ ở dưới quê là chị lên bữa 8 tay đi căn cước cho Quý đó. À, ở đến ngay thì luôn ngày hôm qua thì chị có vô bệnh viện, nhưng yeah. Vô bệnh viện xong người ta kêu nhập viện lại, nhưng mà chị xin về để chị rất là nhớ con chị, để đi tìm con, để muốn đi tìm con để gặp con. Bây giờ chị có lời nào chị muốn nói nhắn nhủ tới con trai yêu dấu của chị không? Để con trai xem được cái clip này, thấy mẹ đang bệnh mà lặn lội đi tìm để con trai của chị về không? Chị gọi tên con trai chị ra luôn ha. Mẹ, mẹ nghe nhớ con nhiều, rất là nhiều. Mẹ nhớ con nhiều lắm. Mẹ khỏe rồi, mẹ lên Sài Gòn. Mẹ đưa căn cước, mẹ tìm con. Mẹ đưa căn cước đi, mẹ muốn gặp con, nói chuyện với con một chút cho mẹ đỡ nhớ thôi. Chuyện riêng tư của con hồi đó giờ mẹ có xen vào hay không? Nhưng mà mẹ rất là thương con. Mẹ hy sinh tất cả vì con á. Ngày hôm nay mẹ bệnh vậy đó mà sao con bỏ mẹ đi? Con không chút xíu nào con thương mẹ sao? Cha con bệnh cũng rất là nhiều. Hôm nay cha con nhớ con á, mà sao con đành con bỏ mẹ với cha đi vậy? Mẹ mong con thấy được con quay về với mẹ.
thăm mẹ, ở với mẹ 1-2 ngày với mẹ đi, rồi con đi làm gì con làm con điện thoại cho mẹ, đừng cho mẹ đừng có lo cho con, mẹ chỉ mong con nhiêu đó thôi. Dạ. Quý ơi, em có xem được cái video này, mẹ em đang rất là khổ tâm. Mẹ em hôm nay lặn lội từ quê nhà lên Bình Dương nhờ đội sĩ Thanh Hải tìm em là đàn ông. Thì em phải có một cái trách nhiệm với gia đình. Em phải có cái làm tròn cái chữ hiếu, bởi vì đấng sinh thành sinh em ra. Hôm nay em có xem được cái clip này thì nhanh chóng em quay trở về nhà để cho cha mẹ đỡ lo, hoặc nếu em không muốn quay về nhà thì em phải liên hệ về với mẹ cha em để cho cha mẹ em ở quê yên tâm hơn. Em đừng bỏ đi một cách bình biệt như vậy. Anh mong sao thì tuổi của em cũng đã 24 tuổi rồi, tuổi đời của em cũng đã chín chạc rồi. Em phải suy nghĩ và em phải thương cha mẹ em nhiều hơn em nhá. Dạ rồi, cái vụ việc của chị thì đội sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận và sẽ cố gắng hết sức để sớm tìm kiếm được con trai của chị về với chị nha. Thì chị còn lời nào muốn nhắn nhủ tới con trai cũng như bạn gái của con trai chị không? Dạ, bạn gái quý thì thôi. Dạ. Mỗi một đứa thì có tính cách khác nhau. Dạ. Thôi giờ mẹ chỉ mong con thì cuộc sống của con quay về với mẹ. Mẹ rất là thương con. Dạ. Con quý cũng biết là mẹ đó, mẹ rất là thương con, tim mẹ la con. Nhưng mà tất cả mẹ dành hết cho con á. Ngày qua mẹ vừa khỏe, bữa tám tay mà khỏe mẹ lên tìm con liền. Và mẹ có căn cước là mẹ lên, mẹ cho mẹ đem lên cho con. Mẹ sợ con không dám về cho nên mẹ có lên mẹ nói với bạn con là mẹ rất là nhớ con, mẹ muốn gặp con một chút xíu thôi. Mà con nói lòng nào con không lại điện thoại cho mẹ, để cho mẹ buồn rồi mẹ xúc động quá, mẹ phải đi vào nhập viện. Mà con cũng bỏ mặc mẹ. Dạ, chị xúc động rồi. Dạ rồi, thì vụ việc của chị thì đội sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận chị nha. Em mong sao thì chị cố gắng giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ chị nha. Và chúc chị sớm nhận được tin vui, đó là con trai của chị sẽ quay trở về nha. Và sẽ cố gắng hết sức để cho kết nối con trai của chị và chị nha. Thì em cũng chào quý cô chú anh chị luôn nha. Nếu ai có thấy cậu con trai tên là Quý của chị như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số điện thoại của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để giúp cho hai mẹ con sớm đoàn tụ cùng với nhau, cũng như là người cha đang chờ ở nhà rất là nhiều. Dạ rồi, em chào chị nha. Em chào quý cô chú anh chị luôn.